có cần phải hỏi ý kiến chồng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ hay không? Phải nói rằng đây là một trong những lý do khiến rất nhiều người làm vợ chần chừ rồi dẫn đến không tham gia bảo hiểm nhân thọ cho mình. Trong khi bảo hiểm nhân thọ lại rất cần cho phụ nữ với mọi hoàn cảnh như là sống lâu này, bệnh hiểm nghèo, thương tật và nếu chẳng may mất sớm, như tôi đã chia sẻ ở chủ đề tại sao bảo hiểm nhân thọ rất cần cho phụ nữ. Thế thì việc chị em phụ nữ hỏi ý kiến chồng để tham gia bảo hiểm nhân thọ là điều cũng nên làm, nhưng mà không nhất thiết đối với mọi trường hợp. Trường hợp thứ nhất, vợ không có thu nhập, phải dùng đến tiền từ thu nhập của chồng để mà tham gia bảo hiểm. Thì nếu bạn là người vợ thuộc vào trường hợp này, thì chắc chắn là bạn cần phải hỏi chồng. Chồng đồng ý thì mới có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ được. Thế nhưng mà bạn cũng đừng bao giờ tự ti nghĩ rằng là vì mình không làm ra tiền nên mình không có quyền. Bạn có thể không trực tiếp đi làm để mà làm ra tiền, nhưng mà bạn ở nhà đảm đương công việc gia đình, chăm lo cha mẹ già, rồi là dạy bảo con cái và rất nhiều các cái công việc khác nữa. Như thế là bạn cũng làm ra tiền đấy chứ. Chúng ta vẫn nói với nhau là của chồng công vợ mà. Hơn nữa là đàn ông là phải lo kiếm tiền cho gia đình là đúng rồi. Bởi vì thông thường thì có ông nào mang bầu và sinh con được đâu. Vì thế phụ nữ không trực tiếp đi làm để kiếm tiền, nhưng mà vẫn có quyền đề nghị chồng đưa tiền để mình tham gia bảo hiểm nhân thọ. Bởi vì đó là cách mà nhằm hạn chế việc phải dùng quá nhiều tiền của chồng vào những vấn đề liên quan nghiêm trọng đến sức khỏe nếu mà chẳng may xảy ra với mình. Mà đúng ra ấy, nếu vợ không có thu nhập, chồng là người kiếm được tiền thì anh chồng càng phải chủ động tham gia bảo hiểm nhân thọ cho vợ để mà tạo cho vợ một số tiền khi về già, rồi là dự phòng cho vợ có tiền để chăm sóc sức khỏe. Những gia đình có cả chồng và vợ đều tạo ra thu nhập mà họ còn rất là cẩn thận đề phòng tình huống phải tự chi nhiều tiền khi ốm đau bệnh tật, thì tại sao gia đình chỉ có một nguồn thu nhập lại rất là thờ ơ với nguy cơ này? Trường hợp thứ hai là cả hai vợ chồng đều có thu nhập, cùng góp tiền cho cuộc sống của gia đình. Với trường hợp này thì tôi nghĩ là người vợ cứ chủ động trích một phần thu nhập để mà tham gia bảo hiểm nhân thọ cho chính bản thân mình. Bởi vì đây là một việc rất là quan trọng nhằm bảo vệ thu nhập, tiết kiệm tiền bạc cho bản thân, cho gia đình, và tránh cái việc là đẩy toàn bộ gánh nặng tài chính, toàn bộ cái trách nhiệm tiền bạc sang cho người chồng trong những tình huống rủi ro không mong đợi nếu nhỡ người vợ gặp phải. Vợ cứ tham gia bảo hiểm nhân thọ rồi về tâm sự với chồng như thế, chia sẻ với chồng rõ ràng cái lý do tại sao mình lại tham gia bảo hiểm nhân thọ, để mà chồng không kêu ca là tốn kém. Thì người vợ cho anh ấy biết rằng là mình tiết kiệm những cái khoản chi tiêu không cần thiết của cá nhân để dành tiền vào bảo hiểm nhân thọ. Trong tình huống mà anh chồng không đồng tình thì tôi nghĩ là người vợ hoàn toàn có quyền chủ động để mà bảo vệ thu nhập, bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình của mình bằng việc tự quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ. Nếu không sau này được sống lâu ấy, về già mà thiếu tiền ấy, thì có khi mà anh chồng lại trách cứ rồi thậm chí đay nghiến cho là đấy, hồi bà còn trẻ nhá, là bà kiếm được tiền ấy, chỉ mua sắm sắm hết váy nọ áo kia, chả lo tiết kiệm chắc chiêu. Bây giờ ấy, thì thôi tự chịu vậy, tôi cũng chẳng có đâu. Đặc biệt nguy hiểm là trong những cái tình huống mà vợ gặp vấn đề nan y về sức khỏe. Nếu chồng tốt, chồng có tiền thì chồng lo, nhưng mà cũng tốn kém lắm, xót ruột lắm. Ngược lại, chồng mà không quan tâm hoặc là chồng khó khăn về tài chính thì lấy đâu ra mà lo. Vì thế, theo tôi, chị em phụ nữ, người làm vợ, làm mẹ trong gia đình là phải biết tự bảo vệ, tự chăm sóc, tự lo toan, tự đề phòng cho chính bản thân mình. Thậm chí ấy, nếu mà chồng chưa có bảo hiểm nhân thọ ấy, thì vợ cũng cần phải trao đổi tác động để chính chồng cũng thực hiện tham gia bảo hiểm cho chính bản thân từ nguồn thu nhập của chồng. Trường hợp thứ ba, thu nhập của vợ cao hơn thu nhập của chồng, vợ phải lo toan chính cho gia đình. Thế thì trong trường hợp này tôi nghĩ là nếu chị em thấy bảo hiểm nhân thọ là tốt ấy, là cần ấy, là phải có để mà đảm bảo rằng mình luôn có thể gánh vác được trách nhiệm tài chính chủ yếu của gia đình, thì người vợ cứ hoàn toàn chủ động tham gia bảo hiểm nhân thọ thôi. Chẳng có lý do gì mà phải hỏi ý kiến của chồng cả. Tuy nhiên là sau khi tham gia bảo hiểm rồi ấy, thì vợ cũng nên chia sẻ với chồng rằng là
em đã tham gia bảo hiểm nhân thọ để tiết kiệm cho vợ chồng mình về già và cũng là để bảo vệ cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai của các con. Bởi nếu chẳng may thu nhập bị giảm hoặc mất hẳn do vấn đề sức khỏe thì căng lắm anh ạ. Thì tôi nghĩ rằng là chẳng ông chồng nào trong hoàn cảnh này mà lại phản đối việc làm tốt đó của vợ mình cả. Có khi anh chồng còn rất là mừng, phấn khởi chứ. Một số anh vui tính ấy, còn hài hước phát biểu với vợ là vì em có tiền cho nên em có quyền. Vậy thì một lần nữa là theo tôi, nếu người vợ là người đang tạo ra phần lớn hơn thu nhập của gia đình thì cứ chủ động tham gia bảo hiểm nhân thọ. Mà tốt hơn nữa ấy, thì vợ nên tham gia luôn cho cả chồng để mà đề phòng những tình huống chồng mình cần một số tiền lớn chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh tật thì có bảo hiểm nhân thọ lo, người vợ khỏi phải tự chi quá nhiều tiền từ thu nhập của mình. Vậy thì qua 3 tình huống mà tôi vừa chia sẻ với chị em phụ nữ, những người muốn chờ ý kiến của chồng mới quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ đã hoàn toàn có thể biết mình cần phải làm gì. Bây giờ thì anh chị em làm nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ chúng tôi có vài câu thơ sau đây dành tặng cho những người làm vợ, nhất là những chị đang đắn đo chưa tham gia bảo hiểm nhân thọ vì sợ chồng không đồng ý. Cũng mong là các anh chồng đừng có giận chúng tôi khi mà nghe được mấy câu thơ này, vì làm chồng ấy, có khi chúng tôi cũng thế, chỉ đâu riêng các anh. Mấy câu thơ đó như thế này: ai ơi chưa có dại khờ, tự yêu mình trước rồi chờ chồng yêu. Bảo hiểm sao phải nghĩ nhiều, hỏi chồng chưa chắc chồng chiều theo đâu. Tham gia ngay chớ đợi lâu, chồng mà ăn nhậu có đâu hỏi mình.